Hello quý vị và quý bạn. Buổi trưa hôm nay thì mình sẽ test lại đôi loa Beavey DTH115 4115 cho một bác ở Bình Định. Thì tiếng mình không chịu nói tên luôn. Thì là bác ở Bình Định thôi. Thì loa trước khi gửi là bên em là sẽ test lại cho bác thật chi tiết. Đó, và loa còn tình trạng về phức tắc. Hoạt động hoàn hảo. Đó. Nhưng loa này hầu như là ít khi trò đúng không bác? 5 thì mới họa mới trò được. Không có nhiều đâu. Thì mình sẽ test luôn cho bác vào cái con đẩy Crown 3006. Con này là con đang chạy là con 25 triệu đây. Đấy. Hiện tại đang chạy là con 25 triệu này. Ít thước hơn. Còn con 21 triệu vì nó sẽ ít thước như này. Đây mời bác nghe chất âm luôn. Quê hương tôi có dòng sông nhỏ, có dòng sông nhỏ, ngày ngày có con đò đưa đón khách sang sông, khách sang sông có lắm khách đa tình, ngó lời óng bướm, ngó lời chẳng gió với cô lái đò cô ngây thơ chỉ cười vui vẻ, mắt cười hé lệ để lòng khách đã tình thêm sao duyên mơn quê. Bước sang sông khách chẳng muốn lên bờ, quên giờ quên giấc quên trời quên đất với quê hương tôi có dòng sông nhỏ, có dòng sông nhỏ, ngày ngày có con đò đưa đón khách sang sông, khách sang sông có lắm khách đa tình, ngó lời ông bướm, ngó lời chẳng gió với cô lái đò cô ngây thơ chỉ cười. Đó bác, chất âm thì nó tuyệt vời rồi, xin tuyệt vời rồi. Thì ở đây thì mình cũng chỉ có test để cho bác là biết là loa hoạt động hoàn hảo, bao zin bao xịn, loa đẹp các bác, loa bát loa chép đều có tem của hàng rán nào hết, nên các bác yên tâm pha cho trả lại. Đó. Thì là tất cả những cái mặt hàng mà Timmy bán cho các bác là loa đều có tem cửa hàng, và trước khi gửi đi cho các bác là phải test lại một lần nữa để cho nó cẩn thận. Đó. Thì nếu bác là có nhu cầu lấy những cái con đẩy Crown 3006 hay là những loa súp đơn 50 và JB4718A Free2 hay là 4731A, nhưng còn rất nhiều loại bên ngoài, bác là có nhu cầu lấy thì liên hệ bên em theo số điện thoại là 0948 388 448, xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiếng mình bị ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, bác thấy video hay bấm like chia sẻ cho Tiến BB để được nhiều bác trên mọi miền Tổ quốc đến cửa hàng Tiến BB hơn.
Vâng, và bây giờ xin chào tất cả quý vị và các bạn.